điều tra đại án ở Bộ Công Thương, Tô Đại đang siết chặt vòng vây với Tổng Trọng. Mạng xã hội rộ tin đồn cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sắp bị khởi tố bắt giam, và khả năng cao cựu trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sẽ tiếp tục bị làm rõ về những sai phạm trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tờ báo Thanh Niên đưa tin về đại án tại Bộ Công Thương. Báo Thanh Niên vào ngày 26 tháng 3 loan tin như sau. Đại án ở Bộ Công Thương, EVN thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Tin cho biết vào ngày 26 tháng 3, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Cục Phó Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo đó, đại diện Bộ Công an cho biết vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng ban hành quy định chính sách giá điện ưu đãi trái nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Bộ Công Thương. Đầu tháng 1 năm 2024, Bộ Công an cũng đã bắt và khởi tố bị can tạm giam với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công luận thấy rằng trong các bộ ngành thuộc Chính phủ, thì Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một trong những đơn vị bê bối nhất trong những năm gần đây. Không chỉ việc tăng giá điện liên tục mà còn để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện ở hàng loạt địa phương vào những ngày nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Theo giới quan sát, tin đồn về việc bắt ông Mai Tiến Dũng và mở rộng điều tra đối với ông Trần Tuấn Anh đã xảy ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang có những biến động rất lớn. Đồng thời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trong tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh. Những điều này có liên quan gì đến luồng dư luận không đồng tình với thông cáo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương? Theo đó, dư luận cho rằng thông cáo không phản ánh đúng bản chất của vụ việc. Những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam mới thỏa đáng. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên đến 300%, khiến giá điện tăng cao gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Xin nhắc lại, giới thạo tin tiết lộ kẻ đứng sau giật dây cho EVN và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực chính là cựu ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 12 năm 2023 đã kết luận những sai phạm của Trần Tuấn Anh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại là rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Đồng thời các ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng có các sai phạm tày đỉnh. Vậy mà cả ba ông này chỉ bị kỷ luật ở mức cảnh cáo và khiển trách. Những điều kể trên cho thấy trên cương vị là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, Tổng Trọng đã có các biểu hiện bao che, dung túng và chạy tội cho các quan chức tham nhũng cấp cao. Đây là một trong những yếu huyệt mà người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam phạm phải trong một thời gian rất dài. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Công luận đặt câu hỏi trong công tác nhân sự, Tổng Trọng luôn khẳng định không đưa vào Ban chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Vậy tại sao những sai phạm trầm trọng và mang tính hệ thống của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhưng không những không bị xử lý mà còn được cơ cấu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13 với chức trưởng ban Kinh tế Trung ương mãi đến nửa nhiệm kỳ mới bị kỷ luật? Những điều vừa kể trên xảy ra trong thời điểm Tổng Trọng tuổi cao, sức yếu và quyền lực đã suy giảm đáng kể. Theo giới phân tích, hiện nay chiến dịch chống tham nhũng
đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và Bộ Công an đã trở thành người chỉ huy chính trong chiến dịch chống tham nhũng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Điều tra đại án ở Bộ Công Thương, Tô Đại siết chặt vòng vây với Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Con bài Phan Văn Giang có giúp Tổng Trọng kiểm soát được Tô Lâm hay không? Kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, giới thạo tin tiết lộ sức khỏe của Tổng Trọng đã suy sụp. Mới đây có những lồn đoán cho rằng ông Trọng vẫn phải thường xuyên vào bệnh viện quân y 108 để truyền máu và có bệnh liên quan đến tuyến tụy. Khi quyền lực của Tổng Trọng đang đi xuống, kèm theo thể trạng sức khỏe của ông được cho là không mấy khả quan. Lập tức câu hỏi đặt ra, ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư được công luận quan tâm hơn bao giờ hết. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không còn kiểm soát được nội bộ do sức khỏe yếu kém. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ tuổi, nhân vượt được đánh giá là thân cận và được Tổng Trọng dìu dắt. Thậm chí ông Thưởng còn được đánh giá rằng ông sẽ nắm giữ những trọng trách trong đảng, kể cả khả năng kế nhiệm ông Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư. Nhưng bất ngờ ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa, theo giới phân tích cũng liên quan đến sức khỏe của ông Trọng. Thời gian qua, sức khỏe của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng giảm sút đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng điều hành bộ máy đảng và nhà nước. Đặc biệt, điều này liên quan trực tiếp đến chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Có ý kiến cho rằng vai trò nhạc trưởng của Tổng Trọng trong công cuộc đốt lò đang giảm dần. Ngược lại, nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang nổi lên với vai trò Tổng chỉ huy trong công cuộc chống tham nhũng của đảng vào lúc này. Việc ông Trọng không bảo vệ nổi và phải chấp nhận để ông Thưởng bị hạ bệ khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước đã cho thấy quyền lực của ông Trọng giảm sút đi rất nhiều. Trong bối cảnh hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy Tô Lâm không chỉ xây dựng một hệ thống cho mình trong bộ máy công an mà còn đang giáo giết thâu tóm và can thiệp vào bộ máy của đảng, nơi vốn thuộc độc quyền của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trường hợp Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, người được cho là em vợ của ông Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 8, đã được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là một minh chứng. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang làm điều hành công cuộc đốt lò thay chồng Trọng. Theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Trên thực tế, theo giới quan sát, Ủy ban này có quyền lực rất lớn. Đừng quên ông Tô Lâm vốn có mối quan hệ hết sức thân thiết với ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban này. Hơn thế nữa, sự liên kết chặt chẽ, không giấu giếm của Bộ trưởng Tô Lâm với ban lãnh đạo Bắc Kinh gần đây đã buộc ông Trọng phải thay đổi quan điểm về nhân sự kế nhiệm chức Tổng Bí Thư và phải quyết liệt và chặt chẽ hơn. Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3 ở Hà Nội, Tổng Trọng đã nắm tay Thủ tướng Phạm Minh Chính với thái độ ân cần, chứ không phải nắm tay Vương Đình Huệ hay Võ Văn Thưởng. Đây là một sự khác thường. Trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội 14, trong số các ứng viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dường như không mặn mà vì có nhiều lý do, đặc biệt là có mối quan hệ đầy tai tiếng của ông với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn của IEC. Trước đó, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng muốn lợi dụng mối quan hệ này và việc làm ăn phạm pháp của bà Nhàn để mà loại bỏ ông Phạm Minh Chính với tuyên bố bà Nhàn có trốn cũng không trốn mãi được đâu. Điều này khiến công luận đặt câu hỏi vì sao ông Tô Lâm không thẳng tay giúp ông Trọng xử lý vụ bà Nhàn IEC. Có liên quan gì đến mối quan hệ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Bởi ông Chính được xem là tay chân thân tín của ông Dũng. Trong khi ông Tô Lâm cũng còn nặng ân nghĩa với Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, một đệ tử thân cận khác của ông Ba Dũng, và liệu có tồn tại một liên minh giữa hai tướng công an, Tô Lâm và Phạm Minh Chính do Ba Dũng đứng sau hay không? Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Việc Tô Lâm mở quá nhiều mặt trận tấn công hầu hết các ứng viên tiềm năng của ghế Tổng Bí Thư đã vô tình buộc các cá nhân và phe nhóm khác phải liên kết
lại để mà đáp trả. Đó là lý do tại sao mới đây xuất hiện các ý kiến cho rằng có thể Tổng Trọng sẽ đề xuất đưa Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào danh sách ứng cử viên cho ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Ông Phan Văn Giang đang có ưu thế là nhận được sự ủng hộ của đa số các ủy viên Bộ Chính trị. Đặc biệt, Bộ trưởng Phan Văn Giang được đánh giá là nhân vật có uy tín cao, đồng thời Bộ Quốc phòng là cơ quan duy nhất có khả năng kiềm chế được tham vọng của ông Tô Lâm trong lúc này. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin con bài Phan Văn Giang có giúp Tổng Trọng kiểm soát được Tô Lâm hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.